6 rào cản, cản bạn luyện tập thái cực quyền. Vượt qua những rào cản này, bạn là cao thủ thái cực quyền. Thứ nhất, không biết mình muốn luyện gì. Hầu hết những người yêu thích tập thái cực quyền chỉ để khỏe mạnh, nhưng lại đang liều mạng thực hiện ngay những động tác khó như hạ thế, làm không đúng cách, gây thiệt hại không cần thiết. Nếu dưỡng sinh thì đứng cao hơn một chút. Thứ hai, luôn quan tâm người khác nói gì. Người khác nói tay này của tôi không đúng, người ta nói tôi không khỏe, làm không đẹp. Bạn phải biết bạn cần giải quyết những gì ở giai đoạn này, không phải người khác nói gì về bạn. Bạn chưa đến giai đoạn đó, làm như vậy làm tổn thương cơ thể, là bạn hay người ta. Thứ ba, không coi trọng các bài tập cơ bản. Hầu hết người tập thái cực quyền không thích đào tạo cơ bản, luôn muốn luyện những thứ cao cấp. Không biết, những thứ tiên tiến đều là những thứ cơ bản, thực hành đến khi tinh tế, trở thành cao cấp. Cái gọi là công phu là thời gian thêm mồ hôi. Thông qua đào tạo cơ bản dài hạn chính xác. Thứ tư, kiên trì lâu dài, vui vẻ theo luyện hàng ngày. Không vui thì về nhà nghỉ ngơi. Rất nhiều lời bào chữa nghe có vẻ hợp lý, nhưng bạn phải biết, thân thể là của mình, chỉ có bạn mới có thể giúp bạn. Thứ năm, kết quả và kinh nghiệm, luyện công của các bậc tiền bối, viết rất mờ ám. Bạn không hiểu khi bạn chưa luyện tập. Quyền lực không phải là cách, chỉ khi phương pháp đúng, quyền lực có vai trò chỉ đạo. Thứ sáu, không tự tin vào bản thân, vừa học một động tác, cảm thấy khó khăn, không luyện được, như vậy là không được. Con người chỉ có niềm tin vào bản thân để có cơ hội làm tốt, nếu không thì ngay cả cơ hội cũng không có. Luyện thái cực quyền phải đặt mục tiêu cho bản thân, phải có niềm tin vượt quá sự khó khăn, như vậy mới có thể thành công.